Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 101, Tặng cờ lụa. Việc điều tra vụ án thi cử vừa mới kết thúc không lâu, kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn. Trong phủ quận Vương, chắc Phi đã hạ độc vào quận Vương Phi đang mang thai, nhằm mưu hại con cháu của quận Vương. May mắn thay, quận Vương Phi mẹ con bình an, đúng lúc có một nữ y trong phủ mang thuốc tới, cứu mạng họ trong lúc nguy cấp. Tuy nhiên, chắc phi không cam tâm, sai người ám sát nữ y, nhưng may mắn nữ y được vệ sĩ của quận vương cứu sống. Kẻ ám sát bị bắt và khai ra toàn bộ sự việc, khiến mọi người mới biết vụ án liên quan đến một người quyền thế. Ngày hôm đó, khi vệ sĩ áp giải kẻ ám sát đến tuần phủ, nhiều người đã chứng kiến, nên tin tức nhanh chóng lan truyền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong các quán rượu và khu chợ. Việc hạ độc phụ nữ mang thai là điều vô cùng độc ác, dù là người dân thường cũng không thể chấp nhận, huống chi là trong một gia đình quyền quý. Quận vương rõ ràng biết chuyện nhưng lại không trừng phạt chắc phi, chỉ cấm túc nàng ta, khiến cho mọi người càng thêm cảm thông cho quận vương phi. Chuyện này không chỉ dừng lại ở đó, qua vài ngày, tin đồn lan rộng vì trong vụ án có liên quan đến một loại thuốc cấm trong cung tiểu nhi sầu độc dược mà quận vương phi chúng phải là một loại thuốc cấm trong cung tên là tiểu nhi sầu đây vốn là một bí mật trong cung đã bị lãng quên nhiều năm không ai biết đến nhưng không hiểu sao lại bị lôi ra ánh sáng thuốc tiểu nhi sầu không màu không mùi dễ dàng hòa tan vào thuốc nhuộm phụ nữ mang thai khi uống vào ban đầu không có phản ứng gì nhưng dần dần, cơ thể sẽ nóng lên, da chuyển màu đen, vai và cổ sưng lên. Khi đến giai đoạn cuối, có thể sẽ có dấu hiệu đau bụng và chảy máu, nhưng thai nhi vẫn bình thường. Ngay cả khi các ngự y khám, cũng chỉ nghĩ rằng đó là triệu chứng bình thường của thai kỳ và thuốc ăn thai sẽ khiến độc ngấm sâu hơn. Khi đến đủ tháng, sinh ra một thai nhi chết, nhưng sản phụ vẫn bình an vô sự. Loại thuốc này vô cùng độc ác, rất khó phát hiện. Ngay cả các ngự y trong viện y học cũng khó mà nhận ra, khiến mọi người trong kinh thành lo lắng. Thậm chí, Tuyên Nghĩa lang trong chiều còn nghi ngờ rằng tiểu thiếp yêu quý của ông ta cũng bị hạ độc này nên mới sinh non. Tuyên Nghĩa lang tự nhận mình là người đa tình, sau khi tiểu thiếp của ông ta qua đời, ông ta vô cùng đau khổ, ngày ngày viết thơ tưởng nhớ nàng. Giờ đây, nghe tin có cơ hội rửa oan cho nàng, ông ta hưng phấn hẳn lên, kết hợp với nhiều quan lại khác yêu cầu triều đình điều tra rõ việc này. Lúc đó, khi tiên hoàng còn sống, đã từng có phi tần sử dụng độc dược này để mưu hại hoàng tử và bị phát hiện. Sau đó, trong cung cấm hoàn toàn loại thuốc này, này thuốc cấm tái hiện là từ đâu mà ra? Vì liên quan đến hậu cung, chuyện này đã làm kinh động đến thái hậu đang lễ Phật ở vạn ân tử, bà phải trở về cung ngay trong đêm để tự mình điều tra. Sau khi điều tra, công vệ phát hiện ra một số thứ trong cung của diên phi. diên phi là biểu tỷ của mạnh trắc phi. diên phi không chịu nổi tra khảo, khai ra rằng thuốc này từ ngự dược viện mà có, do mạnh trắc phi yêu cầu. vì vậy nhiều người trong ngự dược viện cũng bị bắt, diên phi và mạnh trắc phi cũng bị giam cầm. tàng chữa thuốc cấm, mưu hại hoàng tử, bất kỳ tội danh nào cũng đủ để mất đầu. tin tức này từ từ lan truyền ra ngoài trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người trong khi đó người đàn ông đứng giữa cơn bão tin tức dường như bị lãng quên ít ai nhắc đến trong phủ quận vương quận vương đứng trước sân nhìn không khác gì một người luộm thuộm khuôn mặt không còn vẻ oai phong như trước tức giận nhìn người trước mặt bùi vân ảnh tránh ra cho ta trước cổng sân có hàng chục vệ sĩ đứng gác người đứng đầu là một thanh niên cầm thanh đao bạc nhìn vào bên trong cười và nói, yên lặng chút đi, Bảo Châu đang ngủ. Nghe nhắc đến Bảo Châu, mặt quận Vương Mục thịnh càng tái xanh. Hai ngày trước, khi đang dự tiệc trong tửu lâu, ông ta nhận được tin có quan viên đến phủ bắt Mạnh Chắc Phi, vội vã trở về, mới biết rằng tên sát thủ đã khai ra rằng chính Mạnh Chắc Phi sai người ám sát nữ y lục đồng vì lục đồng đã cứu quận Vương Phi Bùi Vân Thư. Đó vốn chỉ là chuyện nhỏ, Mục Thịnh không để tâm lắm, chỉ tức giận vì tuần phủ dám động đến người trong phủ quận vương. Nhưng không ngờ chuyện này lại leo thang, liên quan đến thuốc cấm trong cung, kinh động đến Thái Hậu, sau đó Diên Phi và Mạnh Chắc Phi lần lượt bị bắt, khiến ông ta lâm vào tình cảnh khó khăn. Mục Thịnh không tin chuyện này không liên quan đến Bùi Vân Thư, nhưng trước cửa viện của Bùi Vân Thư luôn có người của Bùi Vân ảnh canh giữ, ngay cả ông ta cũng không thể vào. Bất đắc dĩ, ông ta phải lớn tiếng gọi Bùi Vân Thư. Nhưng người phụ nữ yêu đuối kia chẳng biết đã lấy dũng khí từ đâu, không hề đáp lại tiếng gọi của ông ta. Mục thịnh lạnh lùng nhìn Bùi Vân Ảnh, tức giận nói, Bùi Vân Ảnh, ngươi muốn làm gì? Bùi Vân Ảnh cười, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, đặt lên mặt Mục thịnh. Mục thịnh tức giận, kéo tờ giấy xuống, thấy trên đó viết đầy chữ, đây là gì? Mục thịnh, giọng Bùi Vân Ảnh khách sáo, đến nước này rồi, người không nghĩ mình có thể thoát khỏi trách nhiệm chứ anh ta cười đây là đơn ly hôn người chỉ cần sao chép lại là được ly hôn mục thịnh cúi đầu nhìn tờ giấy như bị châm trích cười lạnh hóa ra là vì chuyện này đêm trung thu người của bùi vân ảnh đã đưa mạnh trắc phi đi mục thịnh biết rõ mô hải la có vấn đề nhưng vẫn yêu cầu bùi vân ảnh trả lại mạnh trắc phi mạnh trắc phi xinh đẹp hiểu chuyện hơn nữa việc Bùi Vân Ảnh công khai bắt Mạnh Trắc Phi trước mặt mọi người là bôi nhọ mặt mũi quận vương. Bảo vệ Mạnh Trắc Phi cũng là bảo vệ bản thân. Sau đó, Bùi Vân Ảnh thả Mạnh Trắc Phi về phủ, Mục Thịnh chờ vài ngày không thấy anh ta tiếp tục điều tra, yên tâm còn có chút đắc ý. Cuối cùng, Bùi Vân Ảnh vẫn trẻ, không dám đối đầu với phủ quận vương. Ai ngờ, đó chỉ là chiêu trò của Bùi Vân Ảnh để làm Mục Thịnh mất cảnh giác kế hoạch thật sự là ở phía sau. Bây giờ, không chỉ Mạnh Chắc Phi, mà cả Diên Phi trong cung cũng bị bắt, từ đầu đến cuối, Bùi Vân Ảnh chưa bao giờ có ý định tha cho Mạnh Chắc Phi. Anh ta muốn đối phó với Mạnh Chắc Phi, đồng thời giúp Bùi Vân Thư rời khỏi phủ quận Vương. Từ đầu, anh ta đã có kế hoạch hai mặt. Mục Thịnh nhận ra mình bị lừa, tức giận vô cùng, cười lạnh, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mơ đi, đừng nói là đơn ly hôn ta sẽ không ký bất cứ thứ gì. giọng ông ta đầy vẻ đùa cợt. ta sẽ giữ cô ấy ở lại phủ quận vương. dù chết cũng phải làm ma của phủ quận vương. Xoẹt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi đao sắc bén kề sát cổ ông ta, sát khí lạnh lẽo từ cổ họng lan tỏa. người, người điên rồi. mục thịnh cứng đơ, không dám nhúc nhích. tay cầm đao của bùi vân ảnh rất vững, mặt cười nhưng mắt lạnh lùng. anh ta nói quận vương thật là oai phong. Không biết quận vương năm ngoái khi gian lận tiền của công trình thủy lợi ở ẩn thành, cũng oai phong như vậy không? Nghe vậy, sắc mặt mục thịnh thay đổi, lập tức hỏi, người làm sao biết được? Ta tự nhiên biết, bùi vân ảnh cười lạnh, ta luôn quan tâm đến quận vương. Trong lòng mục thịnh bắt đầu run rẩy Chuyện này ngoài người của mình, không ai biết, không hiểu bùi vân ảnh biết từ đâu. Anh ta biết bao nhiêu, có bao nhiêu chứng cứ, anh ta nắm giữ điểm yếu chí mạng của mình. Chỉ là một chỉ huy thị vệ, làm sao anh ta có thể làm được đến mức này? Người không sợ ta sẽ mách với cha ngươi sao? Mục thịnh vẫn không từ bỏ, cố gắng dùng cha bùi vân ảnh để áp chế. Hai họ gắn bó, từ trước đến nay không phải là chuyện cá nhân, liên quan đến cả gia tộc, quan hệ hai nhà, phải cân nhắc nhiều thứ. Ý muốn của Bùi Vân Thư trong lợi ích của cả gia tộc là không đáng kể nhất bùi vân ảnh nhìn ông ta như nghe thấy chuyện gì buồn cười nói quận vương chẳng lẽ ngươi không hiểu cha ta nếu ông ta biết chuyện này chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với ngươi ngay lập tức anh ta lại nghĩ thêm nhưng nếu ngươi giỏi khiêu khích có lẽ còn có thể thấy cảnh cha con chúng ta tương tàn trong đôi mắt đẹp của thanh niên không thể che giấu sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong lòng mục thịnh kinh hãi anh ta hoàn toàn không sợ gì cả Bùi Vân Ảnh thu tay lại, cẩn thận cất đao vào vỏ, nhìn ông ta cười mà không cười. Đơn ly hôn hay đơn kiện, quận vương chọn một đi. Tin tức quận vương phi và quận vương ly hôn vừa truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, nhưng lại hợp lý. Có một người chồng bảo vệ kẻ giết con và mưu hại vợ, ai mà muốn sống cùng. Dù là gia đình quyền quý, nhưng chuyện ly hôn hiếm khi xảy ra vì không ai muốn bị chê cười bị coi là không quản nổi gia đình. Nhưng quận Vương Phi Bùi Vân Thư đã ly hôn với quận Vương, không chỉ ly hôn, còn đưa con gái mới sinh rời phủ, vì lo ngại con gái ở lại phủ sẽ bị hại. Luật hôn nhân của Triều Lương quy định, nếu chồng có ý định mưu hại vợ, thuộc về vi phạm đạo đức, sẽ bị nghĩa tuyệt, dù một bên không đồng ý, nhưng nếu bên kia khởi kiện, sẽ phải ly hôn. Chuyện ly hôn hiếm khi xảy ra trong gia đình quyền quý nhưng việc quận vương phi ly hôn giống như việc vợ bỏ chồng lần này tiếng cười nhạo quận vương không dứt còn với quận vương phi và con gái thì nhiều người thương cảm ai muốn lấy một kẻ vô nhân tính như vậy ngày thứ hai sau khi quận vương phi rời phủ sáng sớm trước cửa nhân tâm y quán đã tụ tập một đám người gõ trống kèn một đám đàn ông khỏe mạnh đều mặc áo xanh mang theo một tấm lụa thiêu vừa gõ trống kèn vừa đi đến tây nhai những người bán hàng ở Tây Nhai chưa từng thấy cảnh tượng này, đều tò mò nhìn theo đoàn người đến trước cửa y quán. Đỗ Trường Khanh và A Thành đang quét dọn, bất ngờ thấy một đám người đen kịt đứng trước cửa, hoảng hốt kêu lên, "Làm gì thế này? Gây rối à?" Lục Đồng ôm chiếc mẹt phơi thuốc bước ra từ phòng trong, ngân tranh đi đến cửa, nhìn đoàn người ngoài cười hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại tụ tập trước cửa y quán?" người đàn ông khỏe mạnh dẫn đầu quay lại lấy tấm lụa thiêu phía sau, đưa cho Ngân Tranh, lớn tiếng nói, lục đại phu của nhân tâm y quán nhân tâm nhân thuật, cứu mạng phu nhân và tiểu thư của gia chủ chúng tôi. Gia đình vô cùng cảm kích, đặc biệt lệnh cho chúng tôi mang lễ vật đến tạ ơn. Nói xong liền quay lại gọi đồng đội, một đám đàn ông cao to vén tay áo quỷ xuống trước mặt lục đồng, đồng thanh hô to, y thuật đáng tin, y đức đáng kính. Treo túi thuốc cứu người thần kỹ vô cùng tiếng hô to vang trời khí thế chấn áp lục đồng cô rất ít khi phản ứng với những chuyện ngoài trời nhưng lúc này đứng trước đám đông tụ tập trước cửa y quán cô cảm thấy một sự lúng túng hiếm có có lẽ còn một chút xấu hổ người đàn ông dẫn đầu không nhận ra chỉ chăm chú nhìn tấm lụa trong tay ngân tranh lục đại phu xin hãy xem lục đồng nhìn lên tấm lụa theo cao khoảng một người thêu rất tinh xảo, như một tấm thảm dày, có chôm màu ở dưới, hai bên còn có duy băng với hoa văn chúc phúc, ở giữa thêu hai hàng chữ vàng bằng chỉ vàng. Lương y hữu tình giải bệnh, thần kỵ vô thanh trừ tật. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả đỗ trường khanh, người luôn cường điệu, cũng không thể không che mặt. Xung quanh im phăng phắc, chỉ có A Thành vui vẻ nhận tấm lụa từ tay ngân tranh, nhìn chữ vàng trên đó trầm trồ một hồi hân hoan hỏi đây là tặng cho lục đại phu của chúng tôi chúng tôi có thể treo nó lên bức tường trước cửa y quán không tất nhiên rồi người đàn ông khỏe mạnh trả lời chân thành lục đại phu nhân tâm thần kỹ xứng đáng được tôn vinh đỗ trường khanh không thể không che mặt quá xấu hổ bà quả phụ tôn đứng ngoài nhìn thấy tò mò hỏi người đàn ông anh này tiểu thư nhà anh là ai bà nhìn vào hàng người phía trước với khí thế mạnh mẽ như vậy, không giống người thường. Người đàn ông áo xanh cúi đầu nói, gia chủ là đại tiểu thư của phủ chiêu ninh công, dừng lại một chút, anh ta bổ sung thêm, là người từng là quận vương phi. Nghe đến đại tiểu thư của phủ chiêu ninh công, mọi người còn mơ hồ một chút, nhưng nghe đến quận vương phi, mọi người lập tức hiểu ra. Ồ, hóa ra là quận vương phi xui xẻo đó. Gã thợ may cát đối diện dừng việc cắn hạt dưa không thể không hỏi, nói như vậy, người cứu quận vương phi mẹ con là lục đại phu. Đúng vậy. Nghe vậy, mọi người lại xôn xao. Chuyện của phủ quận vương bây giờ ai mà không biết, còn về vị nữ y thần bí trong câu chuyện thì chưa ai nhắc đến. Một là vì Đỗ Trường Khanh và Lục Đồng không phải là người khoe khoang, không chủ động kể với ai. Hai là, trong câu chuyện về phủ quận vương, chuyện vợ chồng ly tâm, sủng thiếp diệt thê bao che tội phạm thuốc cấm trong cung mỗi chuyện đều gây chấn động hơn một nữ y nhỏ bé cô như một cọng cỏ nhỏ bé nhanh chóng bị người ta bỏ qua lúc này nghe người ta nhắc lại mọi người ở tây nhai mới nhận ra nữ y đó người đã cứu bùi vân thư mẹ con và bị mạnh chắc phi thuê sát thủ ám sát thực sự là một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong câu chuyện mọi người nhìn lục đồng với ánh mắt khác hẳn đó là người cứu quận Vương Phi. Còn phố Tây Nhai này, toàn là người buôn bán nhỏ, có một thương nhân giàu có đã là chuyện lớn rồi, như hồ viên ngoại chẳng hạn, cũng được coi là thượng khách ở Tây Nhai. Nhân tâm y quán thật đặc biệt, đầu tiên là cứu công tử của Thái Phó Tự Khanh, có quan hệ với Thái Phó Tự Khanh, bây giờ lại cứu quận Vương Phi mẹ con, quận Vương Phi có ly hôn nhưng vẫn là tiểu thư của Phủ Chiêu Ninh Công. Nhân tâm y quán này có vận may gì? sao đỗ trường khanh lại tìm được một viên ngọc quý như vậy lục đại phu nếu nổi tiếng thì những quý nhân kia đến khám bệnh có khi còn kéo theo cả phố tây nhai này cũng phát đạt theo lúc này không tranh thủ kết thân thì đợi khi nào nghĩ vậy mọi người ùn ùn kéo vào y quán miệng nói chúc mừng chúc phúc suýt nữa thì đẩy đỗ trường khanh ra khỏi cửa ngân tranh cười đón tiếp mọi người a thành đã cầm tấm lụa khổng lồ trèo lên ghế thử xem treo ở đâu thì nổi bật nhất. Y quán nhỏ bé bỗng chốc trở nên náo nhiệt và chật trội, tiếng hét của đỗ trường khanh vang khắp tây nhai. Lục đồng đứng trong phòng, nhìn cảnh tượng ồn ào mà buồn cười trước mặt, không hiểu sao, trong mắt lại hiện lên một chút vui vẻ. Bùi vân ảnh mang đến một tấm lụa lớn như vậy, bề ngoài là để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng thực chất là để nâng cao uy tín của cô. Sau hôm nay, cả Tây Nhai hoặc có lẽ là phần lớn kinh thành sẽ biết cô đã cứu bùi vân thư mẹ con đây cũng là một lời cảnh báo đến phủ quận vương bây giờ ai cũng biết mạnh chắc phi đã thuê người ám sát cô cô không gặp chuyện thì không sao nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cô mọi người sẽ ngay lập tức nghi ngờ phủ quận vương ít nhất là trong thời gian ngắn mục thịnh sẽ không dám động vào cô dù ông ta có mặt dày phủ quận vương cũng không chịu nổi tiếng xấu liên tục Cô tạm thời an toàn. Như vậy cũng tốt, cô có thêm thời gian và tâm lực để làm việc của mình. Chẳng hạn, đối phó với phủ thái sư. Lục Đồng ngẩng đầu, A Thành đã treo tấm lụa thêu to lớn lên bức tường đối diện cửa, tấm lụa dày và nặng, chữ thêu bằng chỉ vàng lấp lánh, treo lên làm cả y quán trở nên sang trọng và lộng lẫy, có chút không hợp với không gian nhỏ bé của y quán. Tiếng hét của Đỗ Trường Khanh từ phía sau vang lên, xấu chết đi được gỡ xuống lập tức gỡ xuống a à, thành phản bác ông chủ tôi thấy rất đẹp mà ông đừng kén trọn quá tiếng trống kèn ngoài cửa lại vang lên như không định dừng lại cho đến khi cả phố tây nhai đều biết chuyện giữa cảnh ồn ào đục đồng cúi đầu khẽ cười bùi vân ảnh tặng lễ này có hơi khoa trương nhưng rất có tâm ít nhất bây giờ anh ta đã giải quyết giúp cô vấn đề cấp bách trước mắt Chương 102: Ba chú lợn nhỏ. Bùi Vân Ảnh gửi tấm thảm thiêu treo lên, không biết có phải là ảo giác không, nhưng người đến Nhân Tâm Y quán bắt mạch và bốc thuốc càng ngày càng đông. Nhưng không phải tất cả đều đến để bốc thuốc, phần lớn người bệnh mới đến chủ yếu là để xem tấm thảm thiêu đó. Các chủ tiệm trong phố Tây Nhai đều kéo đến để xem, sau khi Đỗ Trường Khanh đồng ý, ai cũng đến sở tử chữ vàng trên tấm thảm để lấy may. Hòa thị ông thầy bói ở cửa, sau khi tính toán một phen, nói rằng nơi này vốn dĩ phong thủy rất tốt, cây lý trước cửa phát triển mạnh mẽ, nay thêm tấm thảm thiêu này, càng tăng thêm vận khí như măng mọc sau mưa. Điều này khiến cho ông chủ tiệm dược hạnh lâm đường, bạch thủ nghĩa, tức tối đến mức miệng nổi vài cái mụn to trong đêm. Hàng xóm thì kẻ ganh ghét, người ngưỡng mộ, nhân tâm y quán tràn ngập không khí vui tươi, chỉ có đỗ trường khanh suốt ngày mặt mày bí xỉ khó chịu vì tấm thảm thiêu vàng rực treo trên tường, cảm thấy nó chẳng khác nào con châu chấu đeo chuỗi vàng không hề phù hợp chút nào. Ngân Tranh và A Thành ngồi quanh bàn nhỏ bóc cam làm đèn lồng, Lục Đồng vừa tiễn một vị hàng xóm đến lấy may, quay đầu lại thì thấy ngay ánh mắt oán hận của Đỗ Trường Khanh. Lục Đồng đi qua anh ta, bước đến tủ thuốc để phân loại dược liệu. Đỗ Trường Khanh không hài lòng, theo sau cô nói, "Lục đại phu, cô xem chúng ta đây là y quán không phải đạo quán mọi người đều đến để chiêm ngưỡng tấm thảm này còn làm ăn gì được nữa anh ta dò xét nhìn lục đồng hay cô làm một loại thuốc mới để nhắc nhở mọi người thời tiết ngày càng lạnh đã gần đến mùa đông quần áo trên người mọi người càng ngày càng nhiều eo thon cũng khó thấy được người mua thuốc tiêm tiêm ít đi nhiều bình thường người đến y quán ở phố tây nhai phần lớn là người dân thường tiền khám bệnh rất thấp Thu nhập của nhân tâm y quán không bằng trước. Đỗ Trường Khanh suy nghĩ muốn lục đồng là một loại thuốc mới giống như tiêm tiêm hay xuân thủy sinh để tăng thu nhập cho y quán. Lục đồng đáp, chưa nghĩ ra công thức. Đồ lừa gạt, Đỗ Trường Khanh nghi ngờ, hồi trước cô nói dối để tôi cho cô vào làm việc ở đây. Chẳng phải cô nói, tôi có thể làm được trà thuốc thông mũi, chẳng lẽ không làm được trà thuốc khác, sao bây giờ lại hết ý tưởng rồi? A Thành không nhịn được xen vào, ông chủ, làm thuốc mới không phải dễ như đi vệ sinh, vào đó một chút là xong, phải suy nghĩ kỹ càng. Thô tục, Đỗ Trường Khanh chỉ vào cậu ta, rồi quay lại nhìn tấm thảm thiêu trên tường mà thở dài, hay là đặt một cái thùng dưới tấm thảm, viết 10 đồng một lần sờ, có khi còn kiếm được nhiều hơn mở y quán. Lục Đồng Phân chia những hạt nghiêu bàng trong tay, hỏi, ông chủ Đỗ, nếu tôi muốn nổi danh, Nổi danh đến mức các quan lại quyền quý đều mời tôi đến khám bệnh tại nhà, thì cần phải làm gì?" Đỗ Trường Khanh sững sờ, sau đó bật cười, "Bây giờ cô còn chưa nổi tiếng sao? Cả Thái phó Tự Khanh và phủ quận vương đều là quan cao mà không đủ sao?" "Không đủ." Đỗ Trường Khanh anh ta không vui đáp, "Vậy phải là quan lớn như thế nào mới vào mắt Lục đại phu?" Lục Đồng suy nghĩ một chút, "Hiện nay quyền lực lớn nhất ở kinh thành là phủ thái sư nếu là người nhà thái sư thì sao đỗ trường khanh kêu lên vài tiếng nhìn cô ngạc nhiên không ngờ cô còn có tham vọng như vậy sau đó anh ta thay đổi sắc mặt nói với giọng chán nản nhưng đừng mơ không thể nào người nhà thái sư mà bị đau đầu nhức óc là viện sử đại nhân của viện y quan hàn lâm đích thân đến khám không phải là người y quán nhỏ như chúng ta ngay cả y quan của viện y quan hàn lâm cũng không phải ai cũng có thể vào khám thấy lục đồng không nói gì anh ta nhìn cô một lúc rồi giải thích thêm những quan lại quyền quý này quý trọng tính mạng có bệnh cũng không muốn người ngoài biết người như chúng ta nhiều lắm là được khám cho người hầu nhà họ không đúng chúng ta còn chưa đủ tư cách vào phủ họ ngay cả người hầu của họ cũng tìm đại phu ở những y quán lớn quen thuộc lục đồng trầm ngâm những gì Đỗ Trường Khanh nói giống hệt như cô đã nghe. Phủ Thái Sư nằm ở phía đông đường Hoàng Đế, trước sau đều có vệ sĩ canh gác, người bình thường khó vào. Người nhà bị bệnh, đều mời y quan của Viện Y quan Hàn Lâm đến khám. Thái Sư có một con trai và một con gái, con gái nhỏ năm nay 18 tuổi chưa xuất giá. Còn con trai duy nhất là Thích Ngọc Đài hiện đang giữ chức vụ lơ lửng tại bộ hồ. Cả ba người đều khó tiếp cận, bỏ qua thích thanh không nhắc tới. Tiểu thư thích và thiếu gia thích khi ra ngoài luôn có đội ngũ vệ sĩ đi kèm, người bên cạnh họ cũng khó lay đông. Tình hình dường như bế tắc. Và bên phía khoái lạc lâu, vì liên quan đến phủ thái sư, tình khôn như ông chủ tàu chắc chắn không muốn mạo hiểm vì một ít tiền, có khi còn nghi ngờ và dẫn đến sự cảnh giác. Con đường này không thông. Đỗ trường khanh tiếp tục than thở. Thích Ngọc Đài chỉ dựa vào có một ông cha thái sư mà mắt cao hơn chán. Sinh nhật năm nay không biết lại tổ chức hoành tráng cỡ nào ở ngộ tiên lâu, ai thèm xem. Lục đồng mắt sáng lên, hỏi, sinh nhật. Đúng rồi, mùng 1 tháng 10, không còn mấy ngày nữa. Anh ta nhớ rất rõ ngày sinh của Thích Ngọc Đài, thằng phá gia chi tử mỗi năm đều tổ chức sinh nhật ở ngộ tiên lâu, chỉ riêng chén bát trà nước cũng phải tốn cả ngàn lượng bạc. Ngân Tranh không nhịn được hỏi, anh ta tiêu xài hoang phí như vậy, không sợ sẽ làm người ta ghen ghét, dẫn đến sự bất mãn với phủ thái sư sao? Nghe nói tổ tiên của ngoại tổ nhà Tích Ngọc Đài từng là thương nhân hoàng gia, nói là nhà có của cải, ai mà biết được. Đỗ Trường Khanh hừ một tiếng, không có bằng chứng, ai dám nói lung tung. Đến cuối câu, giọng nói của anh ta đầy ghen tuông. Lục Đồng lặng lẽ. Đỗ Trường Khanh thở dài, khuyên bảo vì vậy, Lục đại phu, con người phải thực tế một chút, đừng nghĩ đến chuyện bước lên cao một lần. Phủ thái sư có gì tốt? Ngoài nhiều tiền một chút, địa vị cao một chút, quyền thế một chút, tôi thấy còn không bằng cái y quán nhỏ này thoải mái hơn. Có phải không? Phải. Đỗ Trường Khanh sững sờ. Anh nói đúng. Lục Đồng ngước lên, ánh mắt có chút kỳ lạ, con người nên thực tế một chút, đừng nghĩ đến chuyện bước lên cao một lần. Trong phủ Thái Sư, Thái Sư Thích Thanh đang dùng bữa. Thái Sư Thích Thanh rất quan tâm đến sức khỏe, tuổi đã hơn 60, ăn ít mà tinh. Ông thích ăn cá, trong đó, món kim tê ngọc quái là món ông thích nhất. Kim tê ngọc quái được làm từ tỏi, gừng, muối, mai trắng, vỏ quýt, thịt hạt rẻ chín và cơm gạo nếp làm gia vị, chọn cá vược tươi ngon, bỏ xương, lột da, lau khô nước, cắt thành lát mỏng, nhúng vào gia vị kim tê mà thưởng thức. Thái sư thích thanh ăn rất tĩnh lặng, chậm rãi nhúng một miếng cá đầy gia vị vào miệng, nhai từ từ, quản gia rót trà nhạt cho ông, nói, lão gia, mấy ngày nữa là sinh nhật thiếu gia. Thích Ngọc Đài vẫn bị phạt cấm túc không thể ra ngoài, nhưng đã gần hết tháng, sắp sửa hết chịu nổi, muốn nhân dịp sinh nhật ra ngoài cho khuây khỏa, cầu xin quản gia giúp đỡ. Tiếp tục cấm túc, Thích Thanh nâng tay áo uống trà áo dài màu đen rộng thùng thình, xương gầy gò, ngồi bên cửa sổ tự rót, tự uống, trông giống một ông già tiên phong đạo cốt. Quản gia cúi đầu, "Giả, lại nói thêm một việc khác, phải rồi, lão gia, việc lão gia dặn dò điều tra về người phụ nữ tốt bụng đã có manh mối." Thích Thanh ngẩng đầu, nói, "Người phụ nữ đó nhà chồng họ Kha, buôn bán gốm sứ ở kinh thành, trước đây vì có quan hệ với đại thiếu gia cốc chén mà phu nhân dùng trong tiệc thọ đều do nhà họ Kha cung cấp. Nhưng, nhà họ Kha đã không còn nữa. Thích Thanh ngừng nhai, không còn. Dạ, quản gia cúi đầu nói, ngày mùng 1 tháng 4 năm nay, đại lão gia nhà họ Kha, Kha Thừa Hưng, chồng của người phụ nữ tốt bụng, bị phát hiện chết đuối trong ao thả cá ở Vạn Ân Tử, phu tác kết luận là say rượu té ngã chết đuối vì ông ta bị phát hiện chết đuối khi đang cúng bái tượng thần của triều trước việc này không có tiếp tục điều tra kha thừa hưng chết vợ ông ta về nhà mẹ đẻ mẹ của ông ta bệnh chết nhà họ kha không còn ai thích thanh đặt đũa che xuống im lặng quản gia nói lão gia việc này không đúng e là có người đứng sau thao túng thích ngọc đài vô tình gây ra cái chết của người phụ nữ tốt bụng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng bây giờ xem ra phạm chính liêm giúp xử lý hậu quả bị bắt nhà họ kha gặp nạn trước khi phạm chính liêm chết còn tung ra tin đồn về nhà họ thích tin đồn này xuất hiện đột ngột lan truyền khắp nơi trong một đêm phủ thái sư xử lý phạm chính liêm trong mục không phải là không có người nghi ngờ rằng thái sư phủ giết người diệt khẩu chỉ vì thái sư khóc than trên triều nói rằng điều này chẳng khác nào che tay trộm chuông lại thực sự không có chứng cứ hoàng đế mới tạm thời tin tưởng và không tiếp tục điều tra nhưng điều này không có nghĩa là việc này đã kết thúc nhất định có người đứng sau nhắm vào phủ thái sư nhưng người này là ai phía sau có thế lực gì đến giờ vẫn không có manh mối lâu sau thích thanh đột nhiên lên tiếng người phụ nữ tốt bụng chết tên là gì thưa lão gia họ lục là người từ thường vũ huyện đến kết hôn xa người phụ nữ tốt bụng đã chết từ lâu chỉ là vợ của một thương nhân thân phận thấp kém chết cũng không đáng được ai nhớ đến tên thích thanh nói người đi điều tra nhà người phụ nữ đó lại bổ sung người nhà trước khi lấy chồng có bao nhiêu người hiện giờ tình hình thế nào nhà mẹ đẻ còn lại những ai lão gia nghi ngờ ánh mắt quản gia sáng lên ý chỉ nội môn thâm hữu lễ pháp xử thân tộc gia hữu ân ý nội ngoại hòa mục gia đạo dĩ thành thái sư già gắp miếng cá nhạt nhẽo nói một nhà người thân khó tránh khỏi giúp đỡ lẫn nhau giữa tháng chín khí trời lạnh lẽo xương giá kết thành xương muối cỏ dưới cửa sổ sân phù bị phủ một lớp xương mỏng trắng xóa ngân tranh thu dọn đèn lồng cam làm được một nửa bằng giỏ mang vào phòng lục đồng ngồi trước bàn trải tóc chỉ mặc một chiếc áo mỏng áo làm hơi rộng làm cho cả người cô càng thêm gầy gò ngân tranh nhìn mà đau lòng nói sao thấy cô nương gần đây càng gầy chắc là mấy ngày nay mệt mỏi quá vốn đã gầy bây giờ nhìn như chỉ cần một cơn gió là thổi bay mất lại tự nhủ ngày mai kêu đới tam lang chọn vài khúc xương nhiều thịt hầm cho cô ăn cô ấy luôn chú ý đến việc ăn ở của lục đồng lục đồng ngước mắt nhìn vào gương trong gương thiếu nữ cổ cao thanh tú tóc đen như suối đổ xuống vai khuôn mặt nhỏ nhắn không đầy bàn tay, thanh tú đến mức quá đáng, đôi mắt u lạnh yên tĩnh nhìn cô. Có lẽ những năm tháng trên núi Lạc Mai cô ít soi gương, bây giờ nhìn vào gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó, cô lại cảm thấy có chút xa lạ. Ngân Tranh vẫn đang lo lắng về sự gầy yếu của cô, đứng phía sau nói, bình thường ăn uống giống hệt chúng ta. Có phải hồi bé cô nương không thích ăn cơm, nên bây giờ mới không chịu lớn? hồi bé không thích ăn cơm lục đồng lắc đầu không hồi bé tôi ăn rất nhiều ngân tranh nghi ngờ thật sao thật trong gương thiếu nữ thanh tú nhìn cô khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo dần dần mờ đi thành một khuôn mặt tròn trịa trắng mịn và đầy trẻ con đó là khuôn mặt của một cô bé cô bé buộc tóc hai bên hai bên tóc cài một con bướm vàng trông như một viên bánh trôi trắng trẻo đáng yêu Lục đồng cười khẽ, cô bé trong gương cũng cười lại với cô, nụ cười có chút danh mãnh và tự đắc. Ánh mắt lục đồng xa xăm, cô không nói dối. Hồi nhỏ ham ăn, luôn ăn rất nhiều. Trước khi rời thường vũ huyện, lục đồng là một cô bé mập mạp. Nhà có ba đứa con, lục nhu thướt tha dịu dàng, lục khiêm tuấn tú thông minh. Có lẽ ông trời đã yêu ái quá nhiều vào hai đứa con đầu của nhà họ lục, đến lục đồng thì có phần qua loa cô hàm ăn, nhà mua quả mật ong, cô luôn lấy nhiều nhất, lại đói rất nhanh, thường khi cơm chưa nấu xong, đã kêu đói. Hàng xóm láng giềng ở Thường Vũ huyện đều biết, hồi nhỏ thấy cô tròn trịa đáng yêu, hàng xóm thường đưa đậu phộng và mứt cho cô, dần dần khuôn mặt càng ngày càng tròn, như một viên bánh trôi trắng treo. Bánh trôi tròn chính là tướng Phúc, nhưng hồi nhỏ có tướng Phúc, đến khi lớn lên, nhìn lại không được thông minh đặc biệt là khi so với chị gái đẹp nhất Thường Vũ Huyền. Con trai của Lưu Côn, Lưu Tử Đức và Lưu Tử Hiền, sau lưng cười nhạo cô, heo mập, cẩn thận sau này không lấy được chồng. Cô nghe người khác nói như vậy, khóc lóc chạy về nhà, gặp phải Lục Khiêm đi học về, sau khi hỏi rõ sự tình, liền đi tìm anh em nhà họ Lưu đánh nhau. Cuộc chiến đó rất quyết liệt, cha về nhà bắt Lục Khiêm sang nhà họ Lưu chịu đòn nhận tội, còn phạt cả Lục Nhu và Lục Đồng chép sách. Truyền thống nhà họ Lục là một người phạm lỗi ba người chịu phạt. Lục Đồng vốn đã tuổi thân, lại thêm ấm ức, vừa chửi mắng anh em nhà họ Lưu vừa chép sách, không quên thề rằng nhất định trong vòng nửa năm phải gầy như chị, từ hôm nay trở đi mỗi bữa ăn chỉ ăn một nửa. Kết quả chưa được nửa ngày đã đói. Bàn đêm đói đến mức mắt hoa lên, cha mẹ đều đã ngủ say, không chịu nổi nữa cô lén bò dậy đi tìm cơm thừa tìm khắp một vòng không thấy, Lục Nhu và Lục Khiêm bước vào. Lục Đồng nhăn nhó mặt mày, sao không có cơm thừa? Ai kêu cô ban ngày nói không ăn, cha đều đã cào cho tôi ăn rồi. Lục Khiêm cố ý trêu cô. Anh? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Lục Nhu vỗ vai Lục Khiêm, đừng trêu em nữa. Lục Khiêm từ sau lưng lấy ra vài củ khoai lang, khuya rồi, nướng vài củ khoai lang ăn đỡ đi, đừng làm ồn đánh thức cha mẹ cha lại bắt em chép sách thêm vài ngày. Chỉ nghĩ đến chép sách thôi là lục đồng đã đau đầu, vội đáp, được được, khoai lang cũng được. Trong bếp, lò lửa khó nhóm, lục khiêm lấy cái bếp than hâm nóng, đặt ngoài cửa đốt cháy, chôn vài củ khoai lang vào cho. Trong bếp dần dần tỏa ra mùi khoai lang. Lục khiêm dùng kẹp sắt lấy từ lò ra, lục nhu gọt vỏ đưa cho lục đồng. Lục đồng ngồi dưới đất dựa vào tường, cắn một miếng khoai lang nóng hổi, cả người như ấm áp hẳn lên. Lục Nhu nói, ăn từ từ, cẩn thận bỏng. Lục Khiêm lấy mấy củ khác ra để nguội. Ăn hết một củ, định lấy củ thứ hai, Lục Đồng thoáng nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Lục Khiêm, bỗng dưng trùn lại, buồn rầu. Lục Khiêm thấy cô nhìn mình một cái rồi không ăn nữa, khó hiểu hỏi, sao vậy? Mặt anh xấu quá, thiếu niên giận dữ, Lục Tam, em không biết tôi làm vậy vì ai sao? lục đồng buồn thiêu em đang nghĩ em nhịn ăn một bữa đã đói rồi có phải định mệnh là cả đời chỉ có thể làm một con heo mập không lục nhu nhíu mày đồng đồng bây giờ đang tuổi lớn không ăn không được đừng nghe lưu tử đức lưu tử hiền nói bậy nhưng bọn họ nói sau này em không lấy được chồng ai cần họ lo chuyện bao đồng lục khiêm không vui nói cô đâu có ăn gạo nhà họ họ nói gì kệ họ lục đồng buồn dầu nhưng hai người đâu có giống em có phải em không phải con ruột của cha mẹ không lục khiêm em muốn bị cha đánh phải không lục nhu thở dài lấy một củ khoai lang lên vậy chúng ta ăn cùng em cùng nhau thành lợn nhỏ được không lục khiêm cười vậy nhà họ lục có ba chú lợn nhỏ được thôi tôi cũng ăn một củ thơm quá anh chị ngồi hai bên củ khoai lang nóng hổi xua tan cái lạnh mùa đông mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trong bếp, lục đồng lau nước mắt, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy không còn buồn nữa. Sáng hôm sau mẹ dậy sớm vào bếp, thấy cho than đã đốt hết và vỏ khoai lang trong góc tường, vừa khóc vừa cười, chỉ vào chán lục đồng mắng yêu, nghĩ nhiều quá, ăn cơm của con đi, yên tâm đi, nhà họ lục chúng ta đều là mỹ nhân, không xấu đâu. Sau này con sẽ xinh đẹp như chị con lúc đó lục đồng luôn nghĩ mẹ chỉ đang an ủi mình sau này sau này cô được vân nương đưa lên núi lạc mai suốt ngày hái thuốc thử thuốc có lẽ là do mệt đói hoặc có thể là đến thời điểm phát triển không biết qua bao lâu một ngày nọ cô đang giặt quần áo bên suối nhìn xuống nước thấy một khuôn mặt thiếu nữ xa lạ phản chiếu dưới dòng nước mặt đào má phấn dung nhan thanh tú khác xa với cô bé mập mạp trắng trẻo kia cô nằm bên suối nhìn thật lâu hóa ra mẹ nói đúng cô thật sự đã lớn lên mảnh mai như chỉ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hóa ra không biết từ bao giờ cô đã lớn một tiếng động nhỏ ngân tranh đóng cửa sổ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của lục đồng đêm thu lạnh lẽo cô quạnh cô bé mắt cười cong cong trong gương dần biến mất thay vào đó là một thiếu nữ với khuôn mặt nhạt nhòa nhìn cô lục đồng hơi động đậy cô đã lớn từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tiếp là cha mẹ anh chị không ai trong nhà họ lục thấy được họ không thể thấy cô lớn lên những viễn cảnh mơ về sự đoàn tụ với nước mắt và những cái ôm ấm áp niềm vui và những lời dặn dò đã tan biến như cái bếp than trong bếp nhỏ nhiều năm trước mãi mãi tắt lịm trong đêm đông lạnh giá không còn sức sống nhưng ngọn lửa trong lòng cô lại bùng cháy ngày càng mạnh mẽ. Cửa sổ đã đóng, đêm thu thật lạnh. Tôi muốn đến ngộ tiên lâu. Trong im lặng, lục đồng đột nhiên lên tiếng. Ngân tranh đứng ở cửa ngạc nhiên, vô thức quay lại nhìn lục đồng. Lục đồng đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt trong gương. Người trong gương ánh mắt bình thản như mặt nước tĩnh lặng, trong sự tĩnh lặng ấy, có dòng nước ngầm không nhìn thấy đang cuồn cuộn chảy. Cô rút tay lại. Mùng 1 tháng 10 sinh nhật thích ngọc đài. Tôi muốn đến ngộ tiên lâu, cô nói. linh 103, ngộ tiên lâu ngỗ ngộ. Lại thêm mười mấy ngày nữa, đã lập đông. Thịnh kinh nằm ở phía bắc, thùng nước đầy nước để ngoài sân, qua một đêm có thể đóng thành một lớp băng mỏng. Y phục trước đây không thể mặc được nữa, ngân tranh đến cửa hàng may vá của các tài phụ đối diện chọn vài tấm vải, dự định may cho lục đồng và mình vài bộ y phục mới cho mùa đông. Vì thời tiết lạnh đột ngột, Lục Đồng cũng bị cảm lạnh, mấy ngày liền mưa, Đỗ Trường Khanh nhìn Lục Đồng với dáng vẻ bệnh hoạn, phất tay quyết định đóng cửa Nhân Tâm Y Quán 2 ngày, để Lục Đồng ở trong phòng dưỡng bệnh. Mùa đông trời tối sớm, mưa to rơi xuống, hàng quán ở phố Tây gần như đóng cửa hết, một dãy đèn lồng dưới mái hiên lắc lư dữ dội trong mưa bão, ánh sáng yếu ớt cũng bị mưa đông che lấp cây lê trước cửa nhân tâm y quán chỉ còn lại một bóng dáng tiêu điều quấn quanh tiểu y quán nhỏ bé đứng lặng trong đêm tối két bóng đèn hé mở một chút một tia sáng vàng yếu ớt chiếu ra từ bên trong có người đẩy cửa bước ra khỏi cửa lớn của nhân tâm y quán mưa to không ngừng tiếng nói chuyện trước cửa bị cuốn đi đi thôi mưa rơi ảo ảo rơi xuống sông nước lấp lánh ánh sáng mưa gió mấy ngày, nước sông dưới cầu Lạc Nguyệt dâng cao, nước càng dâng, đèn gió treo trên lan can cầu càng thêm sáng, từ lầu cao của gặp tiên lâu nhìn xuống, giống như một viên minh châu trong biển rộng. Ngộ tiên lâu luôn nhộn nhịp, cái lạnh của mưa đông bị ngăn lại bên ngoài tửu lầu, trong lầu yên ấm, khắp nơi ngát hương, tiếng đàn ca không dứt. Giữa sảnh chính, trên đài cao, đèn ngọc lộng lẫy, được phủ lên bằng màn kim hoàn lấp lánh giữa đài đặt một cây mai vàng ngọc cành hoa mai vươn dài trên cành ngọc bít chạm trổ những bông mai đỏ bằng hồng ngọc dưới cành mai đỏ có một ca nữ áo khoác xanh đội mão tiên mặt trắng như ngọc tóc đen như mây đang hát bài xuân quỳ mộng khi đi hoa dọc đường như gấm nay lầu cao liễu lại xanh đáng thương ta chờ đợi trong khuê phòng ngày hải đường nở ta nhớ đến bây giờ giọng ngọt ngào mềm mại từng chữ như mọc châu nghe khiến các vị khách trong sảnh không khỏi vỗ tay khen ngợi. Khắp nơi đỏ thắm, cười nói giữa các bàn tiệc, lại có một nam tử áo bào vàng thiêu rộng tay, ôm một vũ nữ đi qua, gần đây ngộ tiên lâu có một nhóm vũ nữ trẻ tuổi mới đến, xinh đẹp quyến rũ, ai nấy đều che mặt bằng khăn voan, y phục múa mỏng manh, rất được các công tử và say khách yêu thích. Nam tử áo bào vàng say xưa, bụng to béo, khi quay đầu lại ánh mắt chứa một chút căng thẳng khó nhận ra, nhưng vụ nữ trong vòng tay hắn, mặc áo vũ y xanh lam diễm lệ, khuôn mặt che bằng khăn lụa, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, ánh mắt rung động lòng người. Ánh sáng từ các viên ngọc trói lóa, ngân tranh nhìn khắp nơi đầy phú quý, che đi sự ngạc nhiên trong lòng. Cô từng ở diễm quán Nam Yến ở Tô Nam nhiều năm, tự cho mình là sống trong cảnh hoa Mỹ, đã quen với sự phồn hoa của thành cầm nhưng vẫn bị sự giàu có của thịnh kinh làm cho kinh ngạc rõ ràng là ngày đông mưa to nhưng ngộ tiên lâu lại như trốn tiên cảnh trong nắng đẹp tiếng nhạc vui vẻ như muốn kéo dài mãi mãi người trong lòng khẽ nhắc nhở lên lầu thôi ngân tranh tỉnh lại đáp nhẹ một tiếng lục đồng ôm chặt cánh tay cô thân thiết dựa vào đôi mắt dưới khăn che mặt khẽ nhướng lên không để lộ vẻ đánh giá xung quanh hôm nay là sinh nhật của thiếu gia thái sư phủ, thích ngọc đài. Đỗ Trường Khanh trong lúc tán gỗ từng nhắc, mỗi năm mùng 1 tháng 10 là sinh nhật của Thích Ngọc Đài, vị thiếu gia Thái Sư Phủ này đều tổ chức tiệc lớn tại Ngộ Tiên Lâu ở Thịnh Kinh, mời bạn bè cùng vui. Và hắn không tổ chức tiệc tại Phủ, vì vị phụ thân thanh tâm quả dục của hắn không thích ồn ào. Lục Đồng không thể tiếp cận Thái Sư Phủ. Đừng nói Thái Sư Phủ, thậm chí ngay cả người hầu của Thái Sư Phủ cô cũng không thể tiếp cận. Đúng như Đỗ Trường Khanh nói, với thân phận của họ, ngay cả tiếp cận người hầu của Thái Sư Phủ cũng là một rào cản. Cô có thể làm ra Xuân Thủy Sinh để tiếp cận nhà họ Kha, có thể làm ra Thiền Thiền để tiếp cận Phạm Chính Liêm, nhưng không thể làm tương tự với Thái Sư Phủ. Vì cô không biết bệnh tình của người trong Thái Sư Phủ. Ngày tháng trôi qua từng ngày, kẻ muốn báo thủ vẫn sống tốt trên đời. Khi nghe Đỗ Trưởng Khanh nói về việc Thích Ngọc Đài sẽ đến Ngộ Tiên Lâu vào mùng 1 tháng 10, Lục Đồng gần như lập tức động lòng. Cô không thể biết khi nào Thích Ngọc Đài sẽ ra ngoài, đi đâu, nhưng vào mùng 1 tháng 10, hắn sẽ ở đó. Lục Đồng muốn tiếp cận Thích Ngọc Đài, vì vậy cô dùng tiền mua chuộc người của Ngộ Tiên Lâu để trà trộn vào, thay y phục vũ nữ, cô dự định đi một mình, không muốn làm Ngân tranh đau lòng vì chuyện cũ nhưng Ngân Tranh vẫn khăng khăng muốn đi cùng. Thế là Ngân Tranh giả làm khách, cùng cô trà trộn vào ngộ tiên lâu. Hai người đi cùng nhau thực sự thuận lợi hơn một người rất nhiều, ít nhất người khác thấy vũ nữ đã có khách, sẽ không kéo cô đi theo. Ngân Tranh giả làm khách mà không chút sơ hở, bụng được độn thêm gối. Quầng thâm dưới mắt làm cô trông như một thương nhân thực sự bị rượu chè làm cho kiệt quệ. Mỹ nhân, chúng ta lên, lên lầu, cô mơ màng nói, vừa ôm lục đồng vừa lên lầu. Lục đồng dịu dàng dựa vào tay ngân tranh, đôi mắt dưới khăn che mặt hơi nhướng lên, không để lộ vẻ đánh giá xung quanh. Đến tầng 2, cửa vào lầu có một người đàn ông đang uống rượu, trông như một tay sai, thấy vậy cười híp mắt tiến lại gần, ngân tranh hiểu ý, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay hắn, người đàn ông liền lui lại nhường đường, mời công tử vào. Mời vào. Tầng 2 được trang trí như phòng thiêu của nhà gái, một hàng cửa sổ chạm khắc, từ bên trong vang ra tiếng cười đùa của các cô gái, nghe làm người ta đỏ mặt. Ngân tranh không cảm thấy đỏ mặt, chỉ tiếc những đồng tiền vừa đưa ra, khẽ trách móc, chỉ nghỉ một đêm ở đây, tiền phòng đã mất trăm lượng. Không trách người ta nói, vàng bạc đầy thuyền, không đủ trả nợ phong hoa. Lại thêm chút buồn giàu, nhưng nơi này đắt như vậy, tiền chuộc thân chắc còn nhiều hơn. Ngân Tranh khi xưa cũng mong mỏi tích đủ tiền chuộc thân để trở về nhà, nhưng chưa kịp chờ đến ngày đó đã bị vứt bỏ ở bãi tha ma. Bây giờ vào lại nơi này, khó tránh cảm xúc lẫn lộn. Trước cửa sổ chạm khắc trên lầu, có cửa treo một cái vương miện, biểu thị có người bên trong, không có vương miện thì biểu thị không có người. Lục Đồng nhìn qua một cái, thấy tay sai không nhìn thấy họ, mới quay đầu, dìu Ngân Tranh đi vào một phòng trước mặt. A à, trong phòng lập tức vang lên một tiếng thét kinh hãi, trên bàn nam nữ đang quần áo nửa cười, giữa lúc tình nồng ý đượm, không ngờ bị người quấy rối người đàn ông tức giận quát, là ai? Ngân tranh loạn choạng bước vào ngã ngửa ra sau, đến nơi rồi à? Lục đồng dìu cô, ấy náy nói với người trong phòng, công tử say đi nhầm phòng, thật xin lỗi. Nói xong, vội vàng dìu ngân tranh ra khỏi phòng. Cửa được đóng lại, nhưng không thể ngăn tiếng chửi rủa và tiếng an ủi của cô gái bên trong. Lục đồng nhìn qua cái vương miện trước cửa, ánh mắt thoáng qua. Không phải phòng này. Người của Thích Ngọc Đài biến mất rất nhanh, trong đại sảnh của ngộ tiên lâu không thấy bóng dáng họ. Tầng hai của tòa nhà giống hệt nhau, không ai có thể phân biệt được Thích Ngọc Đài ở phòng nào. Cô chỉ có thể dùng cách ngu ngốc, tìm từng phòng một. Trước khi đến đây, lục đồng đã nghe ngóng được diện mạo của thích ngọc đài đã xem qua tranh vẽ của thích ngọc đài người đàn ông vừa rồi không phải hắn cô kéo tay ngân tranh sửa lại khăn che mặt đi phòng khác phòng thêu rộng hơn tưởng tượng lục đồng và ngân tranh lần lượt chọn các phòng có treo vương miện vô ý xông vào khi ra khỏi phòng cuối cùng thì đã qua nửa giờ hai người vào nhanh ra nhanh ngân tranh lại say khướt trên đường đi dù làm gián đoạn nhiều cuộc vui nhưng vì người trong phòng bận rộn, không ai chạy ra dây dưa, không ai phát hiện. Ngân tranh nắm tay lục đồng, thấp giọng nói, cô nương, sao không thấy ai? Có phải hắn đi rồi không? Phòng thiêu đã bị lục soát kỹ, không thấy thích ngọc đài. Trời đã khuya, đi lại ở hành lang sẽ bị chú ý. Lục đồng lắc đầu, không, hắn chắc chắn ở đây. Nhưng mà, lục đồng ngẩng lên, Nhìn về phía trên của tòa nhà, ở đó có một góc mái vươn ra, trong đêm mưa như cánh chim yêu mị, đẹp mà kỳ lạ. "Còn một tầng nữa," Lục Đồng nói, "tôi phải lên đó." Có vẻ không ai lên tầng 3, ít nhất từ khi Lục Đồng vào Ngộ Tiên lâu, không thấy ai lên tầng 3. Nhưng nếu không có ai, tại sao lại đặc biệt sửa chữa một tầng cho các ca nữ ở, nhìn không giống. Cô nắm lấy tay Ngân Tranh, "Tôi đi thử." Lục Đồng định làm như vậy, không ngờ vừa bước lên nửa cầu thang tầng 3, tay sai uống rượu lúc nãy không biết từ đâu chạy ra, chặn cô và Ngân Tranh lại không cho họ lên. Ngân Tranh phả hơi rượu, đưa ra một tờ ngân phiếu, công tử. Công tử không thiếu tiền. Hải, tất sai nhìn chằm chằm tờ ngân phiếu trong tay Ngân Tranh, cười nói, không phải vấn đề tiền bạc, trên đó không lên được đâu. Hết, có gì không lên được. Tay sai ghé sát lại, nói thật cho cô biết trên đó toàn là nơi nghỉ của các quan lớn chúng ta làm ăn nhỏ không dám đắc tội công tử tìm phòng khác đi quan lớn lục đồng trong lòng động đẩy lập tức cười ôm chặt ngân tranh cáo từ tay sai đi về phía khác đi được mấy bước ngân tranh dừng lại hỏi lục đồng cô nương giờ làm sao nghe ý tứ của hắn thích ngọc đài tám chín phần ở trên lầu nhưng hiện tại tiền bạc không mua được chỗ lên lầu chỉ có cách khác lục đồng nghĩ một chút cô tìm chỗ trốn tôi lên đó ngân tranh giật mình không được lại nói hắn canh ở cầu thang cô nương làm sao lẻn lên hay là ánh mắt cô sáng lên tôi giả say dụ hắn cô nhân cơ hội lên lầu được không lục đồng nhíu mày cô quá nguy hiểm yên tâm ngân tranh vỗ ngực cô đừng quên tôi xuất thân từ đâu biết cách ứng phó với bọn họ. Tầng này còn đỡ, lên trên mới nguy hiểm hơn, cô nương thật sự muốn lên. Lục đồng gật đầu, cô không có cách nào tiếp cận thích mọc đài, chỉ cần tiếp cận hắn, chỉ cần một cơ hội, cô có thể ra tay. Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một. Ngân tranh quay đầu đi ngay, lục đồng chưa kịp giữ lại, đã thấy ngân tranh loạn trọn chạy đến chỗ tay sai vừa nãy, miệng la hét, đồ hèn. Dám không biết tốt xấu. Đổi người cho ta." Sau đó là tiếng ly chén vỡ, kèm theo tiếng kêu và cười khúc khích của tay sai, Ngân Tranh kéo áo hắn không buông, không biết hai người nói gì, một lát sau, tay sai dẫn Ngân Tranh xuống lầu. Cầu thang không còn ai. Lục Đồng tranh thủ lên. Tầng 2 lên tầng 3 cầu thang rất ít, uốn lượn lên. Toàn bộ lầu thêu của Ngộ Tiên lâu một mặt giáp đại sảnh, bên trong có thể nghe thấy tiếng ca hát của các ca nữ tầng dưới mặt khác giáp sân lớn, có thể nghe tiếng mưa rơi ảo ảo. Lục đồng đứng trên lầu ba. Tầng này rất yên tĩnh. Không có tiếng cười nói nam nữ, cũng không có vương miện treo trước cửa. Tầng này trông càng yên tĩnh, đèn lạnh lẽo chiếu sáng hành lang u ám, thoạt nhìn thanh tịnh, nhưng nhìn kỹ, một hàng lan can sơn son chạm khắc, trước cửa có đèn hoa kim tuyến, mưa càng lớn, càng làm cho ngọc lâu hoa đăng thêm lấp lánh hành lang không có ai tiếng ca nữ từ dưới lầu vọng lên trong yên tĩnh rất xa xăm lục đồng mặc áo vũ y rực rỡ tả váy dài kéo lê trên hành lang phát ra tiếng sột soạt của vải vóc vì không có vương miện treo trước cửa nên dãy phòng này không biết phòng nào có người hay không lục đồng dừng lại một chút ngón tay chạm vào một vật trong tay áo bỗng nhiên dừng bước chỉ cần tiếp cận thích ngọc đài cô sẽ tìm được cơ hội giết hắn ánh sáng từ khe cửa hắt ra, phòng này có người, nhưng không có âm thanh. Thật lạ, tay sai nói tầng 3 là nơi các quan lớn nghỉ ngơi, nhưng cả hành lang không có người canh gác, không có gia nhân phục vụ, nếu không có ánh sáng từ khe cửa, cứ như tầng lầu trống. Mưa rơi ảo ảo, từ mái hiên rơi xuống sân, lục đồng do dự một chút, đưa tay đẩy cửa ra. Phòng không có ai. Trên sàn trải thảm san hô dệt bằng chỉ vàng, bước lên mềm mại không một tiếng động. Trước cửa có một bàn hương, trên đó đặt một ngọn đèn ngọc tuyệt đẹp, trên có lớp phủ vàng, được vẽ bằng vàng, phủ bằng lớp lụa băng. Ánh đèn mờ mờ, chiếu lên màn che hoa rực rỡ như khói, không xa có một cây đàn, phía sau là một bức bình phong gỗ môn, không nhìn thấy gì nữa. Ánh mắt lục đồng dừng trên bàn dài khắc hoa. Trên bàn đặt vài chén ngọc chạm khắc rỗng, chén không có gì, một bình rượu không biết có ai dùng qua chưa cô lại nhìn ghế san hô trên ghế vắt một chiếc áo choàng lục đồng đi tới thấy chiếc áo choàng đen trước mắt rất quý giá chỉ bạc thiêu những đám mây trên lụa đen dưới ánh nến lấp lánh không phải thứ người bình thường có thể dùng cô đứng trong phòng một lúc do dự nơi này không có người phòng trông không có động tĩnh kế hoạch ban đầu không thể thực hiện cô không biết thích ngọc đài đang ở đâu trên bàn có một cái lò hương uyên ương, đang đốt hương, lục đồng cầm lò hương lên, nếu có thể chắc chắn thích ngọc đài ở đây, cô có thể làm gì đó với lò hương, hôm nay không sao, ngày mai không sao, nhưng đến ngày thứ ba, thái sư phủ sẽ có chuyện. Cô đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói. Cô đang làm gì? Lục đồng chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên quay người lại. Bốp, một tiếng động trầm, lò hương rơi xuống thảm san hô phủ đầy bụi. Dưới ánh sáng ngọn đèn ngọc, một thanh niên đứng trước bình phong, mặc áo gấm đen thêu kim tuyến, tay cầm một thanh đao bạc, bức bình phong bằng gỗ muôn rực rỡ phía sau chiếu lên người hắn, làm cho người đứng trước bình phong càng thêm lộng lẫy. Tim lục đồng chấn động. Sao lại là hắn? Chương 104, đồng đồng. Lư hương rơi trên thảm tạo nên một vết ố mờ, ánh lên sắc màu kỳ lạ, hòa với âm thanh mưa ngoài cửa sổ, trở nên đặc biệt chói mắt. Lục đồng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, trái tim dần dần chìm xuống. Sao bùi vân ảnh lại ở ngộ tiên lâu? Hôm nay là sinh nhật thích ngọc đài, hắn đã mời rất nhiều bạn bè đến. Những người bạn của hắn đều có địa vị cao, nếu dựa vào tiêu chuẩn, hầu như tất cả đều nên ở tầng này. Và bùi vân ảnh lại tình cờ ở đây, chẳng lẽ hắn có liên quan đến thích gia? Ánh mắt của thanh niên lướt qua lư hương bị đổ trên đất, rồi ngước lên nhìn cô. Lục đồng nắm chặt tay. Cô từng chứng kiến sự mưu mô và đa nghi của người này, bây giờ không biết phải giải thích thế nào. Huống hồ nếu hắn thật sự thông đồng với thích gia, việc báo thù sẽ càng khó khăn hơn. Sao giờ mới lên, hắn hỏi. Lục đồng sững người. Bùi vân ảnh đặt dao bạc lên bàn, ngồi xuống trước bàn, ra hiệu cho cô, đóng cửa lại lục đồng chợt nhận ra bùi vân ảnh không nhận ra cô đúng vậy ngân tranh trang điểm rất khéo hôm nay cô nhìn vào gương đồng ở tầng dưới thấy mình được trang điểm như một yêu ma quỷ quái còn đeo thêm mặt nạ bằng ngọc bùi vân ảnh chắc nghĩ cô là một trong những vũ nữ của ngộ tiên lâu có lẽ cô đã tình cờ thay thế vị trí của người khác sao còn đứng đó hắn lại hỏi lục đồng cúi đầu bước đến đóng cửa cô đành phải diễn tiếp nếu không sẽ bị nghi ngờ cửa vừa đóng lại tiếng mưa bên ngoài nhỏ hơn một chút trên bàn nhỏ là một ngọn đèn ngọc trang trí hoa mẫu đơn rực rỡ bùi vân ảnh ngồi trước bàn trong ánh đèn ánh mắt anh ta hiện lên vẻ lạnh lùng chân thật thấy lục đồng nhìn mình sự lạnh lùng nhanh chóng biến mất ánh mắt trở nên sáng rực bùi vân ảnh cười chỉ vào ly rượu trên bàn không rót rượu sao lục đồng do dự rồi bước đến. Cô dừng lại bên cạnh bùi vân ảnh, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương, cầm bình rượu lên rót cho hắn. Tiếng rượu chảy vào ly ngọc trong trèo, lục đồng cúi xuống, làn khăn nhẹ nhàng chạm vào mặt thanh niên, hắn hơi nhíu mày, như muốn giữ khoảng cách. Rót xong rượu, lục đồng đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bùi vân ảnh. Có lẽ vì đeo mặt nạ, hoặc do hương thơm trong phòng quá nồng, mùi rượu rất nhạt, cô gần như không ngửi thấy. Bùi vân ảnh cầm ly lên, uống một ngụm, nhìn về phía cây đàn cổ trước mặt. Lục đồng nhìn theo, lòng chịu nặng. Quả nhiên, giọng nói của hắn vang lên, có biết đánh đàn không? Lục đồng im lặng. Trong nhà ở thường vũ huyện chỉ có một cây đàn cũ, mua về để lục như luyện tập. Cô không chịu nổi khổ luyện, hồi nhỏ lại tròn như bánh bao, không thích cầm kỳ thi hòa ban đầu cha muốn cô cũng học đàn nhưng lục đồng cố ý đánh sai nhịp để tránh phải học quả nhiên không lâu sau hàng xóm đến khuyên mẹ cô bỏ cuộc không nên để cô gái nhỏ chịu khổ cả xóm không ngủ yên được vậy là cô được tha giờ bùi vân ảnh hỏi cô có biết đánh đàn không lục đồng thầm hối hận biết trước như vậy lúc nhỏ đã không nên lười biếng cố học đàn cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại im lặng một lúc lục đồng nhẹ nhàng lắc đầu hắn cười, như đang phiền muộn, suy nghĩ một lúc mới nói. Nghe nói vụ nữ mới ở ngộ tiên lâu tên Thúy Thúy, múa đẹp như chim yến, tay áo tựa tuyết bay, một điệu múa đổi được ngàn hạt ngọc sáng. Ta chưa từng thấy, hắn chống cằm nhìn cô cười cợt, vậy ngươi múa một điệu đi. Lục đồng, vừa tránh được việc đàn, giờ lại phải múa, nếu cô biết múa, hồi nhỏ tay chân cũng không đến nỗi vụng về. Nghĩ đến việc nhảy múa, lục đồng nhớ lại hồi nhỏ chỉ biết vỗ quạt tạo gió cho tóc lục như bay lên, giúp điệu múa thêm phần uyển chuyển. Hơn 10 năm trôi qua, tài nghệ múa của cô chắc không tiến bộ chút nào. Không nhảy còn đỡ, nếu nhảy lên sẽ bị phát hiện ngay. Bùi vân ảnh ngồi đó, chờ đợi. Lục đồng thầm nghĩ, có lẽ người này và cô không hợp, sinh ra để khác nhau. Nhưng trước ánh mắt đầy hứng thú của bùi vân ảnh, cô không thể từ chối một phụ nữ có thể không biết đánh đàn nhưng không thể không biết nhảy múa quá sơ hở huống hồ bùi vân ảnh vốn là người thông minh lục đồng miễn cưỡng bước lên vài bước chậm rãi di chuyển đến giữa tấm thảm vàng kim có lúc cô muốn liều mình một phen không cần quan tâm đến thích mọc đài nữa dùng một liều thuốc độc giết chết kẻ gây họa trước mắt đúng lúc cô cứng nhắc giơ tay lên giọng nói phía sau lại vang lên thôi đi bùi vân ảnh nói lư hương rơi đầy đất, không tiện nhảy múa, lại đây xoa vai cho ta. Lục đồng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng âm thầm cắn răng. Người này hết lần này đến lần khác cố ý trêu chọc cô, hoặc đây là trò vui của đám công tử quyền quý. Ngân tranh từng kể, họ thích làm những việc người khác không muốn làm, thích cái gì phải qua một lớp màn che, tình ý nồng nàn trong lúc kéo đẩy càng thêm thú vị. Lục đồng không hiểu tình thú, cũng không hiểu nam nữ yêu đương nếu không vì tình thế ép buộc cô đã muốn giết chết hắn nhưng đã lỡ bước vào hang cọp cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng lục đồng bước đến sau lưng bùi vân ảnh hít một hơi sâu đặt tay lên vai hắn bùi vân ảnh quay lưng lại không thấy rõ biểu cảm nhưng tư thế rất thư giãn tất nhiên hắn đang hành hạ người khác nên rất thoải mái lục đồng cố nén ý định giết người bắt đầu xoa bóp vai cho hắn. Trong tiệm thuốc cũng có những bệnh nhân đau vai đau chân, Lục Đồng cũng xoa bóp cho họ, lực tay không nhẹ không nặng, phần lớn đều hài lòng. Lúc này, ngoài trời mưa to gió lớn, trong phòng ấm áp như xuân, dưới lầu ánh nến lung linh, tiếng hát vang lên, cảnh vật thật đẹp. Lục Đồng cúi đầu, vai Bùi Vân Ảnh rất rộng, eo lại thon, mặc quan phục trông rất đẹp. Hắn trông có vẻ mâu thuẫn quan phục của hắn kiểu dáng cứng cáp nhưng lại có thêu hoa văn tinh xảo ở cổ và tay áo như cảm giác mà hắn mang lại trông có vẻ dễ gần nhưng thực chất lạnh lùng như băng tuyết trong phòng không có dấu vết của thích mọc đài hắn không ở đây muốn tìm thích mọc đài trước hết phải thoát khỏi bùi vân ảnh các loại thuốc cô mang theo đều hoặc là lấy mạng người hoặc không thích hợp dùng cho hắn rượu hắn uống không làm hắn say phải nghĩ cách khác hay là hạ độc, nhưng trong phòng chỉ có lư hương, mà lư hương đã đổ rồi. Kim châm có thể dùng nhưng cần phải rạch ra, hơn nữa có thể có vệ sĩ của Bùi Vân Ảnh ở gần đây, nếu xảy ra chuyện sẽ khó thoát thân. Hôm nay cô đến đây để tìm thích Ngọc Đài, không muốn gây thêm rắc rối. Cô đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói, sao lại mất tập trung. Chưa kịp phản ứng, cô bị kéo mạnh về phía trước, ngã nhào vào bùi vân ảnh bốn mắt nhìn nhau. Ánh nến trên bàn lung lay, bóng người trên tường cũng lung lay, như một giấc mơ cũ mờ ảo. Lục đồng thoáng chấn động. Từ khi biết mình sẽ vào mộ tiên lâu, Ngân Tranh luôn kể cho cô nghe về những chuyện tình ái ở đây. Nào là thư sinh và hoa khôi, vương gia và kỹ nữ, văn sĩ và vũ nữ, đủ loại chuyện tình, cuối cùng cũng chỉ là nam nữ ân ái. Những trò đùa kéo đẩy giữa nam và nữ, cuối cùng cũng chỉ là nằm chung giường. Nghe thì không thật, nhưng lúc này, khi bùi vân ảnh ở gần, lục đồng bỗng cảm nhận được rõ ràng. Cô nhìn vào người trước mặt. Bùi vân ảnh đẹp trai, nét mặt anh Tuấn, dáng vẻ cao quý, nhưng vì lúm đồng tiền trên môi lại thêm chút tươi sáng, làm hắn trông không quá xa cách, ngược lại còn thêm vài phần dịu dàng. Nhưng dù dịu dàng, trong chốn phồn hoa, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường cũng đi vào lầu xanh, tìm vũ nữ, sờ mó vũ nữ. Lục Đồng không biết hắn muốn làm gì, nhưng một khi đàn ông Hạ Lưu, chuyện gì cũng có thể làm. Bùi Vân Ảnh nhìn cô, đột nhiên cười. Hắn nói, trong Mộ Tiên lâu có cô nương hồng mạn dung mạo đoan trang, hơn hẳn các vũ nữ khác, nhưng ta thấy, giữa muôn hoa, không ai bằng nàng. Hắn nắm tay Lục Đồng kéo lại gần, trong mắt sáng lên bóng hình cô, gặp nhau đã lâu. Sao còn không biết mặt, để ta xem mặt nàng." Nói rồi, hắn giơ tay định kéo mặt nạ của cô. Lục Đồng hoảng sợ, vội vàng lùi lại, hắn tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng không thực sự dùng sức, cô dễ dàng thoát khỏi tay hắn, lùi lại vài bước, tiếng trang sức vang lên leng keng. Giải Ngọc trên mặt nạ nhẹ nhàng lướt qua tay hắn, như một bóng xanh u ám, trượt qua đầu ngón tay hắn. Lục Đồng tỉnh lại, lập tức hiểu ra điều gì nhìn chằm chằm vào người trong phòng. Ngoài cửa mưa xối xả, gió rít mạnh. Trong phòng đèn mờ hương ấm, ánh sáng chiếu lên người. Thanh niên ngồi trên ghế, áo đen thêu kim tuyến, nụ cười dưới ánh đèn phản chiếu tia sáng ấm áp như có chút buồn cười. Hương hương giọng hát trong trẻo, thuy thúy vũ điệu uyển chuyển, một nụ cười của nàng đáng giá ngàn vàng. Hắn nhìn lục đồng, nhẹ nhướng mày. Đồng đồng, Nàng biết làm gì? Đồng đồng không biết hát, không biết múa, tôi biết một đau một màng. Chương 105, Ngọc gối châm âm vỡ. Mưa càng lớn, ánh nến trên bàn cháy tĩnh lặng. Dưới ánh đèn chập chờn, trong phòng hai người đối diện. Lặng đi một lúc lâu, Lục Đồng mở miệng, sao ngươi nhận ra ta? Cô sớm nên nghĩ đến, Bùi Vân Ảnh khi thì rót rượu, khi thì xem đàn, nhảy múa, rồi lại xoa vai rõ ràng là cố tình chiêu chọc. Cô lại nghĩ đó là bản chất của bùi vân ảnh, cố tình chiêu đùa với vũ nữ được mời đến. Nhưng cô đã đeo mặt nạ, lại trang điểm tỉ mỉ, thậm chí không phát ra một câu, làm sao bùi vân ảnh nhận ra cô. Thanh niên thở dài, lắc đầu, những cô gái khác đôi mắt đong đầy tình ý, mắt ngươi lại chứa đựng sát khí khiến người ta trong vòng 10 dặm đều cảm nhận được. Hắn cười một tiếng, ngươi lừa được ai? Lục đồng. Cô thật muốn một nắm độc phấn làm mù mắt, kẻ trước mặt. Bùi vân ảnh uống một ngụm trà, nhìn cô cười, hôm nay lục đại phu thật khác lạ. Cô thường ngày chỉ để mặt mộc, quần áo cũng là những bộ cũ, tóc tết bím để tiện cho việc chữa bệnh bốc thuốc, trông rất không quan tâm đến người khác. Nhưng hôm nay cô mặc bộ y phục phụ nữ màu xanh công, trên áo thêu hoa văn con công vàng, eo thon như liễu, mạng che mặt bằng lụa mỏng, lắc lư tạo nên một đôi mắt đẹp đôi mắt của cô rất đẹp đôi mắt hơi cong xuống trông rất vô tội khi kẻ mắt và vẽ lông mày đôi mắt càng thêm sâu khiến vẻ lạnh lùng càng thêm quyến rũ hôm nay cô không tết bím tóc đen như thác trang trí bằng những bím nhỏ đó là trang trí của dân tộc khác phối với bộ trang sức bạc leng keng trông rất quyến rũ bùi vân ảnh cười cười nhìn cô đôi mắt đẹp như vậy lại chứa sát khí nặng. Hắn nhắc nhở, "Lục đại phu, ngươi thường xuyên giết người, sau này vị hôn phu của ngươi biết thì làm sao?" Lục Đồng bị hắn trêu chọc, tức giận đáp trả, "Bùi đại nhân thường xuyên đi chơi hoa lâu, sau này phu nhân của ngài biết thì làm sao?" Bùi Vân ảnh nhướng mày, "Sau này ta có phu nhân, ta sẽ không đi hoa lâu nữa." Lục Đồng châm biếm, "Ta không rộng lượng như ngài, sau này vị hôn phu của ta biết" ta sẽ giết hắn. Phòng lặng đi một lúc. Lâu sau, Bùi Vân Ảnh mở miệng, "Vậy ngươi hôm nay đến làm gì?" Hắn liếc nhìn Lục Đồng, dựa lưng vào ghế, "Đến giết vị hôn phu của ngươi." Lục Đồng không muốn nói nhiều với hắn, hôm nay cô đã mất quá nhiều thời gian, Thích Ngọc Đài hiện tại không biết ở đâu. Nhưng bây giờ bị Bùi Vân Ảnh phát hiện, với tâm cơ của hắn, chắc chắn sẽ chú ý đến hành động của cô, hôm nay xem như thất bại đã muộn rồi không quấy giày bùi đại nhân nữa lục đồng cố tình lảng tránh câu hỏi của hắn ta đi trước vậy đã đi sợ bị người khác phát hiện làm bẩn danh tiếng của ngài nói rồi cô bước về phía cửa hắn không để ý đến lời châm biếm của cô chỉ cười lục đại phu dường như chưa hiểu rõ tình hình người thực sự nghĩ rằng mình có thể rời đi lục đồng dừng bước quay đầu nhìn hắn lạnh lùng không phải ta hắn nhướng mày về phía ngoài cửa mộ tiên lâu tầng ba người thường không lên được đây là tây các còn đỡ bên kia hắn liếc nhìn ra ngoài cửa đông các có vệ binh canh gác người không biết mình đang làm gì nhưng người cứ xông vào đây chắc chắn đã bị phát hiện ta đoán ngoài kia người ta đang chờ ngươi tự chui đầu vào giỏ lục đại phu người đã làm kinh động đến người khác lục đồng chấn động trong lòng tầng ba trông có vẻ vắng vẻ nhưng thực tế có vệ binh canh gác nhưng từ khi cô lên lầu đến khi vào phòng ngoài việc bị dẫn đường bởi tên quản lý bị ngân tranh lừa đi cô chưa bị ai cản trở trong chớp mắt cảm giác lạnh lẽo từ trái tim cô dâm lên giống như con bọ ngựa bắt ve sầu bất ngờ phát hiện ra con chim sẻ sau lưng dường như để xác nhận lời của bùi vân ảnh ngay sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo những tiếng quát tháo của nam nhân giống như tiếng quan binh lục soát lục đồng kinh ngạc nhìn bùi vân ảnh hắn ngồi trong phòng ánh đèn mềm mại chiếu lên người mắt nhìn không rõ bên ngoài là người của ai lục đồng hỏi không biết vương tôn công tử hào môn quý khách chẳng qua là những người quen thuộc đó thôi lục đồng bước lên hai bước bùi đại nhân có thể giúp ta không khi nói câu này giọng cô mềm mại hơn cố gắng gợi lên mối quan hệ giữa hai người. Theo lời Bùi Vân Ảnh, người bên ngoài có thân phận cao quý, lại phát hiện có người lẻn vào tầng 3, nếu bị phát hiện, cô sẽ bị coi là mục tiêu khả nghi. Nếu người bên ngoài không phải là Thích Ngọc Đài thì không sao, nhưng nếu là người của Thích Gia, cô sẽ bị lộ. Mà Bùi Vân Ảnh là thế tử của Triều Ninh Công, quyền quý lẫn nhau, luôn phải kiêng nể lẫn nhau. Cô nhìn Bùi Vân Ảnh bùi vân ảnh từ ghế đứng lên cười lắc đầu với lục đồng không thể ta với lục đại phu không quan hệ giúp ngươi ta sẽ đắc tội người khác những con chó điên ở thịnh kinh rất khó chơi ta không tự rước họa vào mình hắn đi qua bên cạnh lục đồng dường như định mở cửa rời đi một bàn tay nắm lấy tay áo hắn bùi vân ảnh cúi đầu ngón tay mảnh mai nắm chặt áo đen của hắn trông rất kiên quyết giọng lục đồng bình tĩnh ngài quên là còn nợ ta một ân tình bùi vân ảnh khựng lại lục đồng ngước lên nhìn hắn ngày đó ngoài quân tuần phủ ta lấy thân làm mồi tặng ngài một món quà khi đó ta nói bây giờ không cần trả sau này ta nghĩ ra sẽ đòi lại từ ngài cô bước tới gần bùi vân ảnh bây giờ ta muốn đòi lại ân tình đó hắn cười ngươi đang lấy ân tình uy hiếp ta bùi đại nhân muốn thất hứa Hắn nhướng mày, định nói, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Có ai không? Lục đồng mắt mở to, bọn chúng đến rồi. Tiếng gõ cửa rồn rập như trống trận, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm mưa. Bùi vân ảnh thở dài, ngay sau đó nắm tay lục đồng kéo về phía sau bình phong. Ngọn nến bị cơn gió thổi qua chập chờn hoa mẫu đơn trên ngọn đèn trang trí rực rỡ. Một tấm màn mỏng rơi xuống từ trên cao, bao trùm hai bóng người trên giường lục đồng khẽ giật mình theo phản xạ định dãy rủa nhưng cổ tay bị giữ chặt trong tấm chăn không thể cử động bộ chăn gối trang trí uyên ương gấm thiêu hoa sen những bông hoa mẫu đơn uyên ương khéo léo kết hợp chiếc áo dài đen cứng nhắc của hắn hòa vào chiếc váy lụa mềm mại của cô tạo nên một sự tương phản đầy màu sắc màn che vàng ngọc lục đồng bị hắn giữ chặt trong chăn tiếng trang sức bạc va vào gối ngọc phát ra âm thanh trong trẻo như một khúc ca lãng mạn. Nhưng người trước mắt không bị màu sắc lay động, bùi vân ảnh thả tay, mắt không hề lộ ra chút tình ý nào, chỉ thì thầm cảnh báo, đừng động đậy. Lục đồng mắt khẽ động. Có người truyền rằng, có một người, mỗi khi người phụ nữ hàng xóm say rượu, người đàn ông đến uống rượu cùng, ngủ bên cạnh mà không động lòng, người đời gọi đó là người quân tử bây giờ xem ra bùi vân ảnh quả thật giống với người quân tử trong truyền thuyết bên ngoài tiếng gõ cửa càng gấp gáp lục đồng đã hiểu ý hắn nghĩ ngợi liền đưa tay ôm lấy eo hắn dán sát vào hắn hơn bùi vân ảnh người khựng lại kinh ngạc cúi đầu nhìn lục đồng lục đồng nhìn hắn thản nhiên nếu muốn diễn kịch đánh lừa người ngoài tất nhiên phải giống thật bộ dạng hắn xa cách cấm cản người khác thậm chí là ngân tranh cũng không thể lừa được có thể lừa ai lục đồng không thấy việc này có gì đáng ngại cô đã ở lại lạc mai phong quá lâu những lệ giáo e thẹn đối với cô mà nói quá xa vời lúc này cô chỉ ôm chặt lấy thân người trước mắt dựa vào hắn giống như bao người tình trong chốn phong hoa tuyết nguyệt dưới lầu có người hát nhân lúc thời tiết tốt núi non tươi đẹp trăng chiếu tây hồ xua đi cái lạnh cùng người trong lòng, vẽ lông mày dưới đèn lồng đỏ. Cùng thường trà hương, tình ý gửi gắm, khói nước mờ ảo, hoa rơi phấp phới. Mây mưa núi ngô, nhớ đến thức ngủ, chỉ ghen tị uyên ương, không ghen tị tiên nữ. Dưới lầu hát múa tưng bừng, ngoài cửa là gió mưa bão bùng, dưới ánh nến lung linh, chiếc áo choàng dài và váy lụa đan sen, chỉ có chiếc màn đỏ hiện ra hai bóng mờ. Hắn và cô ở rất gần, nếu không có tấm mạng che, đôi môi gần như có thể chạm vào nhau. Bất ngờ, tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột dừng lại, ngay sau đó, có tiếng động lớn, có người xông vào. Tiếng bước chân hỗn loạn tràn vào sau bình phong, một giọng nói không chút lịch sự vang lên, ra đây. Lục đồng nhìn bùi vân ảnh. Bùi vân ảnh không biểu cảm, kéo một góc màn, lười biếng mở miệng, ai vậy? Có giọng nói vang lên, có vẻ hơi do dự, Bùi điện xoái. Bùi vân ảnh cười, kéo lục đồng vào lòng, tiện tay kéo chăn gấm trên giường quấn chặt cô lại. Lục đồng thuận thế ôm eo hắn, đầu vùi vào ngực hắn, trông giống như một vũ nữ bị dọa đến run rẩy. Màn che hoàn toàn bị kéo ra, trong tầm nhìn của lục đồng xuất hiện một góc áo gấm màu nâu đỏ, không biết có phải là cố tình của bùi vân ảnh hay không. Cô bị ép trong lòng hắn, nghe thấy mùi hương lan thoang thoảng trên người hắn nhưng không thể ngừng đầu nhìn mặt đối phương, chỉ nghe thấy tiếng bùi vân ảnh cười nói, thích công tử. Thích, lục đồng lập tức nhận ra, người này là thích ngọc đài. Cô muốn ngẩng đầu lên, nhìn rõ kẻ đã hại chết lục nhu, cô từ thường vũ đến đây, âm mưu từ lâu để tiếp cận hắn. Tiếp cận thích ngọc đài khó hơn nhiều so với khả thành hưng và phạm chính liêm, trong một khoảng thời gian dài, cô thậm chí không biết nhiều về hắn nhưng cơ thể bị bùi vân ảnh giữ chặt, lục đồng dẫy ruộ vài lần không thoát ra được, cũng không muốn tiếp tục để tránh làm bùi vân ảnh nghi ngờ, đành phải từ bỏ, mắt mở to nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và bùi vân ảnh. Người đàn ông ngạc nhiên mở miệng, không ngờ hôm nay bùi điện soái cũng ở đây. Bùi vân ảnh trả lời lịch sử, hôm nay không có việc, thích công tử đang làm gì. Thị vệ của ta phát hiện có người khả nghi lẻn vào tầng này, đi lại quanh đây bùi điện soái có nhìn thấy không lục đồng cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt của thích ngọc đài nhưng nghe hắn nói lịch sự giọng điệu mang theo vài phần nghi ngờ bùi vân ảnh không nói dối tầng này quả thật có thị vệ của thích gia. lục đồng cảm thấy mình bị bùi vân ảnh ôm chặt hơn đầu trên truyền đến giọng điệu nhẹ nhàng của thanh niên không có ta bận lắm không thấy gì cả trong phòng yên lặng một lúc lục đồng cảm nhận được ánh mắt quan sát từ trên đầu truyền đến cô đoán được tình trạng của mình lúc này quần áo sộc sạch mặt e thẹn ôm chặt lấy bùi vân ảnh cả phòng ngập tràn xuân tình ai cũng nghĩ bọn họ đang làm chuyện mờ ám thích ngọc đài dừng lại khi mở miệng lần nữa giọng điệu mang theo vài phần hiểu rõ thì ra là vậy chưa chúc mừng sinh nhật thích công tử bùi vân ảnh cười nói lời vừa nói ra thái độ của thích Ngọc đài dường như dịu đi vài phần, không còn nghi ngờ như trước, thậm chí còn chủ động mời bùi vân ảnh, quấy giày hứng thú của điện soái là lỗi của ta. Hôm nay là sinh nhật của ta, điện soái có muốn ngồi cùng không? Lục đồng trong lòng nặng trĩu, ngón tay kẹp chặt eo bùi vân ảnh. Bùi vân ảnh cơ thể cứng lại, ngay sau đó cười từ chối, thôi, đêm nay ngắn ngủi, ta không đi nữa. Nói đến mức này, một đám người vây quanh giường người ta quả thật mất lịch sự thích ngọc đài không nói thêm gì nữa gọi người rời đi trước khi đi còn nhắc nhở bùi vân ảnh sau này nhất định phải gặp lại khi đám người rời đi ngoài cửa không còn động tĩnh bùi vân ảnh cúi đầu bình tĩnh nói lục đại phu có thể buông tay ra rồi bọn họ đã đi rồi lục đồng thả tay đứng dậy bùi vân ảnh không để ý việc lục đồng chờ mặt vô tình cúi đầu chỉnh lại đai lưng lục đồng nhìn hắn một cái giả vờ hỏi vừa rồi là ai con trai của thái sư hiện nay thích ngọc đài hắn trả lời rất nhanh lục đồng thử hỏi hắn muốn kéo ngươi vào phe bùi vân ảnh chỉ cần vài câu đã xử lý thích ngọc đài lục đồng không nghĩ đó chỉ là sự kiêng rè nghe sau đó thích ngọc đài chủ động mời hắn dường như muốn lôi kéo nếu thích ngọc đài kéo bùi vân ảnh vào phe thì Bùi Vân Ảnh cũng sẽ trở thành đối thủ của cô. Ta không định đồng ý, hắn không mấy để tâm, quay đầu thấy Lục Đồng bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa, gió mưa lạnh lẽo lập tức ua vào. Lục Đồng hỏi, khi nào ta có thể rời đi? Người của Tích Ngọc Đài ở tầng này, mặc dù Bùi Vân Ảnh đã xử lý tốt nhưng Lục Đồng không chắc đối phương đã hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu đối phương cũng đứng ngoài chờ cô, đi ra ngoài chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bây giờ không được, chúng ta hiện tại vẫn còn trong mây mưa một đêm, diễn trò cho xong. Đợi thêm một lát nữa, ta sẽ để người đưa ngươi đi. Hắn nói những lời này rất tự nhiên, không giống như vừa rồi trên giường ngại ngùng. Lục Đồng nhíu mày, các ngài vương tôn công tử, đi ra ngoài luôn có nhiều vệ binh bảo vệ như vậy sao? Tùy người, Bùi Vân Ảnh ngồi xuống bàn, hắn có ta không có. Lục Đồng không nói gì, có cái gì đó vụt qua trong tâm trí cô, nhanh đến nỗi cô không nắm bắt được, nhưng cô cảm thấy có điều không đúng. Thấy cô đứng yên không động, Bùi Vân Ảnh lấy ra một chiếc ly ngọc từ khay trà, "Thời gian còn sớm, uống trà không?" "Trà?" Lục Đồng ngẩn ra, "Không phải rượu sao?" "Uống rượu gây họa." Hắn nói như chuyện đương nhiên, "Ta đã thay bằng trà." lục đồng một lúc không nói nên lời không ngờ trước đó khi rót rượu cô không ngửi thấy mùi rượu còn nghĩ rằng do hương thơm trong phòng quá nồng hóa ra không phải rượu may mà cô không nghĩ ra cách tồi nào để chuốc say bùi vân ảnh nếu không đêm nay cô trong mắt hắn chẳng khác nào một trò hề dù sao cũng không thể ra ngoài lục đồng đành ngồi xuống đối diện bùi vân ảnh suýt nữa bị người liên lụy bùi vân ảnh đưa cho cô một ly trà lục đại phu hôm nay ngươi nợ ta một ân tình người này đúng là kẻ xấu lục đồng nhắc nhở nếu không bị ngươi kéo lại ta đã không phải ở đây thậm chí còn hơn thế nữa cô đã gặp thích mọc đài và hoàn thành mục đích của mình không phải như bây giờ nhìn cơ hội trôi qua hắn không tiếp tục truy vấn như thể hiểu rõ tình hình chuyển sang cười nói ở lại đây một đêm tốn cả trăm lượng bạc ngươi được lời rồi lục đại phu nghỉ ngơi một lát đi Tiếng mưa rơi lộp độp hòa cùng tiếng hát dưới lầu, phòng có lò sưởi ấm áp, hai người không nói gì, lặng lẽ nghe tiếng mưa ngoài cửa. Không biết bao lâu sau, tiếng mưa dần nhỏ lại. Ngoài cửa có tiếng gõ, Bùi Vân Ảnh nói, "Vào đi." Một người đàn ông dáng vẻ hộ vệ từ ngoài bước vào, Lục Đồng nhận ra người này là hộ vệ của Bùi Vân Ảnh, người trước đây cùng cô đưa Vương Thiện đến quân tuần phủ, Thanh Phong Thanh Phong thấy Lục Đồng không ngạc nhiên, như thể đã biết mọi chuyện, chỉ nói với Bùi Vân Ảnh, đại nhân, thích Ngọc Đài đã ngủ. Bùi Vân Ảnh gật đầu, người gọi Hồng Mạn lên đây. Lục Đồng ngẩn ra, Hồng Mạn. Cô đã nghe qua cái tên này, Hồng Mạn là hoa khôi nổi tiếng của ngộ tiên lâu, cô ấy là người của Bùi Vân Ảnh. Bùi Đại Nhân, nha hoàn của ta ngân tranh vẫn còn trong lâu. Lục Đồng mở miệng bùi vân ảnh nhìn cô thở dài lục đại phu người gan thật lớn hắn nói với thanh phong ngươi tìm cô ta chú ý đừng kinh động người khác thanh phong gật đầu rời đi không lâu sau lại có tiếng gõ cửa ngoài cửa một cô gái mặc y phục đỏ đầy cửa bước vào giọng nói ngọt ngào bùi đại nhân là một cô gái cực kỳ xinh đẹp giọng nói tuy trêu ghẹo nhưng ánh mắt mang theo vài phần kính trọng bước vào xong cô ấy đổi cách gọi nhẹ giọng thế tử bùi vân ảnh đưa nàng ra ngoài vâng cô gái không hỏi thêm câu nào cũng không tò mò chỉ đi đến bên cạnh lục đồng mỉm cười đi thôi cô nương lục đồng đứng dậy gió mưa đêm lạnh lẽo theo cửa mở tràn vào trong phòng quá ấm bên ngoài quá lạnh lục đồng không nhịn được dùng mình những tấm lụa mỏng bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của cô càng làm cho bóng dáng cô trở nên nhỏ bé. Cô giống như một chiếc đèn lồng bị mưa tạt, muốn bị dập tắt trong đêm mưa này. Bùi Vân Ảnh nhìn cô một cái, dừng lại, đi đến bên cạnh lấy chiếc áo choàng thêu vàng trên ghế, quay đầu lại, thấy Lục Đồng đã theo Hồng Mạn rời đi, không chút do dự, không nói một lời cảm ơn. Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trong tay, lắc đầu cười, vứt chiếc áo choàng sang một bên, bước đến cửa sổ mở ra một chút gió lạnh và mưa nhỏ hắt vào mặt, nhưng khiến người ta tỉnh táo hơn. Thanh Phong từ ngoài bước vào, đóng cửa lại, thấp giọng nói, đại nhân, đã tìm thấy ngân tranh, hồng mạn sẽ đưa cả hai cô nương về y quán. Bùi vân ảnh gật đầu, trong phòng trở lại yên tĩnh, hắn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn vào tấm thảm dệt san hô không xa, nơi đó, nửa lò hương đổ trên thảm thiêu tinh xảo, tạo ra một vùng mờ mịt tối tăm. Bùi vân ảnh ánh mắt dừng lại. Đột nhiên, hắn nói, ngươi điều tra xem, đêm nay trên tầng 3 của ngộ tiên lâu có những quý khách nào. Thanh phong ngẩn ra, đại nhân nghi ngờ. Hắn cụp mắt xuống, giọng rất nhẹ. Nàng ta chưa bao giờ phí công vô ích. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.